Phở Hà Trâm khoe cơ bụng sáu múi sau nhiều năm ăn chay trường. Phở Hà Trâm mới đây đã tự hào khoe body với phòng hai nổi rõ các múi cơ, dù đã qua một lần sinh nở, khiến fan trầm trồ, ghen tị. Mới đây trên trang cá nhân, Phở Hà Trâm đã tự hào khoe thành quả sau nhiều tháng ngày luyện tập chăm chỉ. Phòng hai nổi rõ múi cơ của nữ ca sĩ khiến fan trầm trồ, ghen tị. Cô chia sẻ, đẹp hay xấu, khỏe hay yếu, tất cả đều là sự lựa chọn. Và nếu được chọn, hãy chọn yêu sức khỏe. Bản thân mình nhiều hơn, vì từ đó mình mới có thể chăm sóc cho những người xung quanh một cách tốt nhất. Mình may mắn khi chọn lối sống lành mạnh, bởi mỗi khi lượng công việc như núi, mình vẫn đủ năng lượng để giải quyết. Sự chăm chỉ nghiêm khắc của nữ ca sĩ khi luyện tập đã khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Đặc biệt việc cô có thể tự tin khoe cơ bụng sáu múi, bởi thực tế người đẹp đã trải qua một lần sinh nở và luôn tất bật với công việc, chăm sóc gia đình nhỏ. Không chỉ tập luyện Võ Hạ Trâm còn theo đuổi chế độ ăn chay trường trong nhiều năm qua. Năm 2017, cô từng chia sẻ lý do ăn chay. Mười năm trước, bố tôi là người đã khởi xướng việc ăn chay. Lúc mới bắt đầu, tôi ăn cũng gặp nhiều khó khăn, vì ăn chay rất nhanh đói. Nhưng giờ đã thành một thói quen. Một năm trước, bố tôi chính thức xuất gia, càng khiến tôi có thêm động lực và gắn bó với việc ăn chay. Hiện tại, nữ ca sĩ đang nuôi con gái theo phương pháp ăn chay. Dù từng nhiều lần gây tranh cãi, bởi có ý kiến cho rằng việc người đẹp để con ăn chay có thể khiến nhóc tì thiếu dinh dưỡng tuy nhiên vợ hà trâm khẳng định bản thân vẫn biết cách cân bằng dưỡng chất để đảm bảo con gái lớn lên khỏe mạnh